Anh chị em thương mến, những ai giàu có của cải, những ai quyền lực, quyền cao, chức trọng, mà không biết phục vụ cho những kẻ bần cùng khốn khổ thì chắc chắn anh chị em sẽ bị khiển trách và bị trừng phạt khi anh chị em trình diện Thượng Đế. Anh chị em, những kẻ đó hãy tức khắc cầu nguyện cùng Thiên Chúa Trời Giê-xu. Anh chị em cầu nguyện như sau: Lạy Thiên Chúa Trời Giê-xu, con xin Ngài tha tội cho con. Con xin trao trả linh hồn và thể xác của cải vật chất con đang có. Con xin Ngài hãy dùng con, dùng linh hồn và thể xác con và của cải con đang có để làm theo những việc theo thánh ý của Ngài, chứ không theo ý riêng của ai cả. Con xin trao trả linh hồn và thể xác của con lại cho Ngài. Xin Ngài tha tội cho con. Thì chắc chắn anh chị em sẽ được Thiên Chúa Trời Giê-xu ban cho sự cứu rỗi và ban cho anh chị em được thanh thản trong tâm hồn.